Và thật sự đối với là các bạn nam mới sử dụng nước hoa hoặc là có những cái mục đích sử dụng nước hoa ở nhu cầu cơ bản, các bạn cần một cái mùi hương xài đa dụng, xài hầu hết tất cả các dịp á, thì mình nghĩ cái mùi hương này nó có thể đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu cho các bạn. Mình nghĩ là các bạn sẽ dễ có cảm tình với nó lắm, đặc biệt á, là đối với là các bạn mới sử dụng nước hoa. Riêng bản thân mình á, thì mình có cái niềm tin khá là mạnh á, là các bạn sẽ thích cái mùi hương nước hoa này. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình á, thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Không biết á, là các bạn nào mới sử dụng nước hoa hoặc là muốn tìm hiểu về nước hoa nhưng không biết chọn những chai nước hoa nào, các bạn nên chọn chai nước hoa mát mẻ sử dụng hàng ngày hay là chọn những cái mùi hương mà nó có điểm nhấn tạo sự thu hút khi mà các bạn đi tiệc, đi đám cưới chẳng hạn. Thì cái video này nó sẽ dành cho các bạn, mình sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề thắc mắc cho các bạn. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn, có thể để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Thì khi mà mình tìm hiểu về những mục đích và nhu cầu của những nhóm người khi mà lựa chọn nước hoa, thì những cái bài nghiên cứu và khảo sát mình đọc được, họ chia ra rất là nhiều nhóm người khi mà sử dụng nước hoa. Nếu mà mình nói hết tất cả các nhóm người đó ở đây thì mình nghĩ các bạn sẽ rời khỏi cái video này luôn á, tại vì nó dài dòng phức tạp lắm. Thì ở đây mình sẽ cố gắng đơn giản hóa nó cho các bạn. Thật sự thì chỉ có hai nhóm người chính khi mà lựa chọn mua nước hoa thôi. Đó là nhóm người mà sử dụng cơ bản, nhóm người thông dụng. Nhóm người này nó chiếm rất là đông, khoảng 99% lận. Những người này thì họ chỉ mong muốn tìm được một cái mùi hương nước hoa cơ bản, gần như là sử dụng quanh năm. Đối với lại nam thì mình nghĩ là họ chỉ cần một chai nước hoa mà xài được tất cả các dịp, dù như là đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, sử dụng vào mùa nóng cũng được, mùa lạnh cũng được, một chai cực kỳ đa dụng. Những người này khi mà sử dụng nước hoa thì họ chỉ xem nước hoa nó chỉ là một món đồ cơ bản thôi, nó sẽ khác so với lại nhóm người 1% còn lại, những người mà có niềm yêu thích nước hoa giống như mình, muốn tìm hiểu thêm về những cái mùi hương á, và họ sẽ chia những cái mùi hương nó theo những cái mục đích sử dụng cụ thể. Ví dụ như là đi làm một chai, đi tiệc một chai, đi đám cưới một chai, đi hẹn hò một chai, đi tập gym một chai, mùa nóng một chai, mùa lạnh một chai. Hầu hết tất cả các dịp á, thì sẽ có một cái chai nước hoa phù hợp với lại cái nhu cầu đó. Hơn nữa, những người mà yêu thích về nước hoa á, họ sẽ cố gắng tìm ra cái nốt hương, cái gu mùi mà họ thật sự thích. Ví dụ như có những người thích cái nốt hương như là cam neroli đi, thì họ sẽ cố gắng sở hữu những cái chai nước hoa mà có cái nốt hương mà họ thích như là hương hoa cam neroli. Vậy còn các bạn thuộc nhóm người nào khi mà sử dụng nước hoa thì hãy cho mình biết với nhé. Thì trong cái video này mình đã hứa với các bạn mới sử dụng nước hoa là giải quyết được cái vấn đề khi mà sử dụng nước hoa cho các bạn, cũng như là giúp các bạn chọn được cái mùi hương phù hợp cho bạn. Thì mình sẽ đưa ra 5 mùi hương nước hoa với 5 mục đích sử dụng khác nhau. Trong đó những mục đích sử dụng nó sẽ bao gồm một mùi hương nó đa dụng, để các bạn chỉ cần một mùi hương thôi cũng có thể đủ dùng rồi. Bên cạnh đó sẽ có một cái mùi hương các bạn đi làm, một mùi hương các bạn đi hẹn hò, một mùi hương các bạn đi tiệc hoặc là đi đến những cái nơi mà đông người á, và một mùi hương dùng vào những cái ngày hè, những cái ngày mà thời tiết nó rất là nóng. Thì mình sẽ đưa ra những cái mùi hương phù hợp với từng mục đích cũng như là cái lý do để sử dụng chúng. Đầu tiên mình sẽ nói về một cái mùi hương đa dụng. Bạn chỉ cần một chai nước hoa này thôi có thể sử dụng được hầu hết tất cả các dịp rồi. Một chai có thể dùng quanh năm, dùng mọi thời tiết. Các bạn đi làm, đi chơi, đi hẹn hò đều có thể dùng được nó. Và cái chai mình muốn gợi ý cho các bạn đó chính là cái chai Versace Diadem Blue này. Đối với bản thân mình á, thì mình đã có một khoảng thời gian rất là dài khi sử dụng cái chai Versace Diadem Blue này rồi, từ lúc mà mình còn học đại học lần. Và lúc đó thì mình cũng giống những người sử dụng nước hoa cơ bản thôi, lúc đó mình không có nhiều chai nước hoa. Đây là một trong 2-3 chai mà mình đang có thời điểm đó thôi, chứ không có nhiều như bây giờ. Hơn nữa thì lúc đó mình xài một chai nước hoa gần như là quanh năm, đi học, đi chơi, đi hẹn hò thì mình cũng lôi chai này ra mình xịt hết á. Ở thời điểm đó thì mình chỉ quan tâm là có mùi hương thơm cho cơ thể, nó tạo cái sự thu hút cho mình là được, chứ mình không quan tâm là cái mùi hương nó cụ thể nó như thế nào, mình không có tìm hiểu kỹ như là bây giờ. Hơn nữa thì cái chai nước hoa này á, là do anh mình tặng sinh nhật, rồi cái mình xài mình thấy nó mát, nó hợp với mình, cho nên mình cứ lôi ra mình xịt hoài thôi. Và khi mà mình xài thì cũng có khá là nhiều người hỏi nữa, nam và nữ luôn, đặc biệt là nữ. Họ cứ hỏi khi mà mình ngay lúc mà mình xài cái chai nước hoa này không à. Cái chai nước hoa này hồi ở năm nhất đại học á, nó gần như là cái signature scent của mình luôn. Thứ nhất là mình xài nó rất là nhiều, cái thứ hai á, là nó tỏa khá là tốt nữa. Bạn bè mình nó cứ hay giỡn á, là chỉ cần ngửi mùi hương nước hoa á, là biết mày sắp tới rồi. Và đúng là cái mùi hương này nó tỏa khá là tốt và nó lưu hương cũng khá là lâu nữa. Độ lưu hương thì mình thấy nó cũng khoảng 8 tiếng, nó lưu khá là tốt. Còn tỏa hương thì cũng khoảng hơn một cánh tay, nó tỏa cũng khá là mạnh. Thật sự đối với mình thì đây là cái chai nước hoa mà nó đa dụng và dễ dùng nhất. Cái thời tiết mà nóng hay là lạnh thì nó có thể đều dùng được hết.
Mình nhớ có một lần á, mình đi Đà Lạt nhưng mà mình không có đi chung với bạn bè của mình đi ra sau tại mình bận công việc, thì mình phải đi máy bay ra để kịp gặp bạn bè của mình. Và nhớ mình lúc mà mình book xe, mình ngồi trên xe để đưa mình ra sân bay á, thì cái anh tài xế anh có hỏi là mình xài cái mùi hương gì vậy, anh muốn xin cái tên của chai nước hoa đó, thì mình có đưa cái tên cái chai Versace Dream Blue này cho ảnh. Và tới lúc mà mình tới Đà Lạt rồi, mình cũng book xe để vô thành phố Đà Lạt để gặp bạn bè của mình á, thì ở Đà Lạt á, hầu như nếu các bạn đi xe hơi á, đôi khi tài xế họ sẽ mở cái cửa sổ ra, họ không có mở máy lạnh. Và maybe á, là do họ mở cửa sổ, cái gió lạnh á, nó thổi tới mình và nó thổi lên tới anh tài xế, cho nên ảnh ngửi cái mùi hương này, cái anh nói là mình xài cái mùi hương gì mà nó hay vậy, nó thích quá, cho nên là ảnh cũng muốn xin cái tên luôn. Và mình cũng chia sẻ là mình xài cái chai Versace Dream Blue này. Sau đó thì mình mới thấy là cái mùi hương này nó xài mùa nóng ở Sài Gòn cũng được, mà mùa lạnh khi mà mình đi Đà Lạt hay là mình đi du lịch nó cũng được luôn. Cho nên đối với mình á, cái chai nước hoa này nó đa dụng thật, dựa trên cái trải nghiệm của mình. Và mình chia sẻ cái câu chuyện của mình á, để các bạn thấy được á, là mình cũng là người sử dụng nước hoa như mọi người khác thôi. Mình cũng mua nước hoa, tìm hiểu về nước hoa và sử dụng nước hoa. Cái chai nào mình thấy hay á, thì mình sẽ chia sẻ về cái chai nước hoa đó. Hoặc là cái chai nước hoa nào mình không thích, mình cũng sẽ nói là mình không có thích. Và như mà nói thì cái chai nước hoa này nó đa dụng thật. Đặc biệt á, là mình thấy cái mùi hương này á, nó được cân bằng giữa cái cảm giác mát của cam chanh, nó có một chút nó hơi ngọt ngọt của đậu tonka với lại vani nữa. Thêm vào đó thì nó có tiêu và hoắc hương nữa, mà nó được xử lý nó khá là mượt á, cho nên là khi mà nó tỏa hương á thì nó tạo cái sự ấn tượng cho mình và nhiều người khác họ thích, cho nên họ mới hỏi là mình xài cái mùi hương gì khi mà mình xài cái chai Versace Dream Blue này. Và thật sự đó phải là các bạn nam mới sử dụng nước hoa hoặc là có những cái mục đích sử dụng nước hoa ở nhu cầu cơ bản, các bạn cần một cái mùi hương xài đa dụng, xài hầu hết tất cả các dịp á, thì mình nghĩ cái mùi hương này nó có thể đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu cho các bạn, một chai xử lý hết mọi tình huống. Thông thường thì các bạn khi mà lựa chọn nước hoa, đối với là các bạn nam thì mình nghĩ có những bạn chỉ cần một chai nước hoa là đủ rồi. Nhưng mà cũng sẽ có những bạn là đôi khi xài một chai nước hoa nó sẽ hơi chán, tại vì các bạn xài một mùi hương nó ngày qua ngày nó hơi tẻ nhạt. Và những cái lúc mà những cái dịp đặc biệt như là các bạn đi hẹn hò chẳng hạn, các bạn sẽ cần một cái mùi hương mà nó tạo điểm nhấn, nó sẽ khác với là cái mùi hương mà các bạn sử dụng hàng ngày để tạo sự lôi cuốn, tạo sự nam tính khi mà các bạn đi hẹn hò. Thì cái chai nước hoa mà mình muốn gợi ý cho các bạn khi mà đi hẹn hò đó chính là cái chai Armani Stronger With You này. Bản thân mình thấy thì có nhiều bạn sẽ thích cái bản Intense hơn, nhưng mà ở riêng bản thân mình thì mình vẫn thấy cái bản gốc này nó lôi cuốn hơn. Maybe là mình thích cái mùi hương hạt dẻ ở trong cái mùi hương của cái bản gốc này. Cái chai nước hoa này mình sẽ hữu khi mà mình đi còn ở Úc. Mình không có xài cái mùi hương này đi hẹn hò bao giờ cả, nhưng mà tại vì khi mà mình xài cái mùi hương này á, thì có khá là nhiều bạn nữ hỏi. Những cái bạn nữ mà hỏi mình khi mà mình sử dụng cái mùi hương này á, nó khá là đa dạng nữa. Bạn Tây, người nước ngoài cũng có, các bạn người châu Á như là người Đài Loan, người Hàn cũng có, người Việt cũng có nữa. Cho nên á, là đối với mình á, thì cái mùi hương này khi mà các bạn nam sử dụng á, thì các bạn nữ sẽ khá là thích. Cho nên là mình muốn recommend cho các bạn một cái mùi hương á, mà khi mà các bạn đi hẹn hò á, chính là chai Armani Stronger With You này. Thật sự mình còn nhớ cái lúc mà mình đi mall á, mình ngửi cái mùi hương á, để mình pick cái mùi hương nước hoa á, thì khi mình pick up cái chai nước hoa này mình ra mình tính tiền á, thì cái bạn nữ mà bạn tính tiền á, bạn cũng khá là trẻ, các bạn nói ồ, bad choice, bạn trai tao cũng đang xài cái mùi hương này và tao đang mê cái mùi hương này lắm. Và khi mà mình xài cái mùi hương này mình đi lên lớp á, mình nhớ cái kỳ học đó mình có chung nhóm với lại một cái bạn nữ người Hàn Quốc. Và khi mà làm việc ở gần á, thì cái bạn đó, các bạn ngửi cái mùi hương này của mình, và các bạn nói là ồ, mày đang xài cái mùi hương gì vậy, tao thích cái mùi hương này, ê mày có thể cho tao cái tên được không, để tao mua tao tặng bạn trai tao. Thì mình có cho cái tên là cái chai Stronger With You này. Và đó là dựa trên những cái trải nghiệm thật sự của mình. Đối với mình á, thì cái mùi hương này khi mà các bạn sử dụng á, đặc biệt là khi tiếp xúc gần á, các bạn sẽ tạo được cái điểm nhấn, tạo được cái sự lôi cuốn. Cái mùi hương á, nó ngọt ngào, nó dễ chịu, cho nên mình muốn recommend cho các bạn. Và nếu như hiện tại nếu chọn một cái mùi hương để đi hẹn hò ở cái first date á, thì mình sẽ chọn cái chai Stronger With You này. Maybe á, đối với là cái nước hoa mà dùng để đi hẹn hò á, thì có thể có nhiều người á, sẽ nhắc tới cái chai Lonely Loam này của Yves Saint Laurent. Cái mùi hương này cũng là một cái mùi hương nó ngọt ngào, nó thu hút, phù hợp để đi hẹn hò. Nhưng mà đối với là các bạn nào mà sợ cái mùi hương này nó đại trà, nhiều người dùng quá, thì các bạn có thể thử qua cái chai Armani Stronger With You này. Hơn nữa, cái chai Lonely Loam này á, khi mà mình xài cũng không có ai khen á, thật sự là như vậy. Trong khi mình xài cái chai Stronger With You này thì có khá là nhiều người hỏi mình luôn. Cho nên á, ở trải nghiệm cá nhân của mình á, thì tất nhiên á, do mình có nhiều trải nghiệm thích thú với là cái chai Stronger With You này hơn, cho nên mình đánh giá khá là cao cái chai này so với là chai Lonely Loam.
Và khi mà ở store lần đầu mình ngửi thì cái mùi hương này nó mình khá là thích, nó khá là mê hoặc mình, nó sang trọng mà nó mượt mà nữa. Riêng bản thân mình thì mình có niềm tin khá là mạnh là các bạn sẽ thích cái mùi hương nước hoa này. Nhưng mà mình không có khuyên các bạn là nên mua hay là mua flyby. Trong cái video của mình không có khuyên cái điều đó. Hơn nữa thì trong cái list nước hoa ngày hôm nay mình cũng không có khuyên các bạn mua flyby, mà chỉ gợi ý cho các bạn thôi. Còn các bạn thì nên đi ngửi cái mùi hương nước hoa, ngửi qua vài lần để xem các bạn có thật sự thích nó hay không trước khi mà các bạn xuống tiền. Lưu hương của chai nước hoa này thì mình thấy nó lưu cũng khá là tốt, khoảng 8 tiếng. Còn tỏa hương thì cũng một cánh tay nó tỏa cũng khá là mạnh. Và nếu như đã có một cái mùi hương dùng để đi hẹn hò, cái mùi hương khi mà tiếp xúc gần rồi thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái mùi hương khi mà các bạn đi đến những cái nơi đông người, như là các bạn đi tiệc, đi đám cưới, đi bar club chẳng hạn. Đó là những nơi mà đông người và cái không gian nó cũng tương đối rộng để các bạn tạo được cái sự thu hút, sự chú ý đối với là những người xung quanh. Thì cái chai nước hoa mình muốn recommend cho các bạn đó chính là cái chai Azzaro Wanted by Night này. Không biết các bạn mới tìm hiểu về nước hoa đã biết tới những cái tên của những ông vua ba sàng chưa? Ví dụ như nhắc tới những cái tên mà nước hoa ba sàng thì người ta sẽ nhắc tới cái tên của cái chai Versace Eros này với lại cái tên chai Ultramel. Ở Versace Eros thì thật sự mình thấy nó khá là đại trà. Nhưng mà khi mà mình hỏi những người mà xung quanh mình về cái mùi hương này thì họ không có thích cái chai Versace Eros này. Còn cái chai Ultramel thì hiện tại nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Cho nên mình mới recommend cho các bạn cái chai Wanted by Night này. Và ở nhà Azzaro thì nó còn cái chai The Most Wanted nữa. Hai cái bản này thì mình khá là ấn tượng. Nhưng mà riêng bản thân mình thì mình có ấn tượng với là cái chai Wanted by Night này hơn một chút. Cái chai mà The Most mình thấy nó hơi tối. Ở cái chai Wanted by Night này thì các bạn sẽ có một cái mùi hương nó ngọt của trái cây, nó hơi cay cay nhẹ của quế, cùng với lại cái mùi hương của gia thuộc, thuốc lá và benzoin nữa. Cái mùi hương nó sẽ trẻ trung hơn và sáng hơn một chút so với lại cái chai The Most Wanted. Nó sẽ có hơi nét hơi tối tối. Ở cái chai Wanted by Night này thì mình sở hữu cũng lúc mà mình ở Úc. Thời điểm mà mình ở Úc thì mình đôi khi mình cũng tham gia những cái hoạt động ở ngoài trời nữa. Tại vì có những lúc ở thành phố họ sẽ tổ chức những cái buổi tiệc nhạc hội hay là kia, thì họ sẽ tổ chức ở cái khuôn viên nó rất là lớn và có rất là nhiều người tham gia. Và những cái lúc như vậy thì mình khá là thích sử dụng cái chai Azzaro Wanted by Night này. Tuy nhiên mình muốn lưu ý với các bạn thì đây là một cái mùi hương mà sử dụng để đi tiệc hoặc là đi đến những cái không gian mà nó rộng. Cho nên là nếu các bạn sử dụng ở những cái không gian hẹp trong phòng kín thì hãy cẩn thận nha. Bởi vì cái mùi hương này nó ngọt mà nó tỏa mạnh nữa, cho nên ở những cái không gian mà nhỏ quá thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng với là những cái người mà xung quanh có thể làm họ bị nhức đầu. Cái mùi hương này nó tỏa mạnh lắm, nó tỏa khoảng hai cánh tay lận. Và lưu hương thì phải nói là châu bò luôn, nó lưu khoảng 10 đến 12 tiếng là nó lưu khá là tốt. Và nãy giờ thì mình chia sẻ những cái mùi hương dùng để đi chơi nhiều rồi, thì bây giờ phải là đi làm thì mới có tiền để đi chơi tiếp. Và một cái mùi hương mà mình nghĩ là phù hợp để các bạn đi làm, thậm chí là đi học luôn, đó chính là chai Prada Luna Rosa. Nếu các bạn search cái từ khóa là nước hoa đi làm thì maybe cái chai Prada Loam là cái chai được sướng lên đầu tiên. Thì ở cái chai Prada Loam đó, cái mùi hương nó có nét chủ đạo là hương hoa tím, nó tạo cảm giác sạch sẽ và mát mẻ cho cái người sử dụng. Nó cũng phù hợp với làm văn phòng nữa. Và ở cái chai Luna Rosa này thì cái mùi hương nó cũng là mùi hương hoa tím, nó là mùi hương của hoa lavender. Và cái mùi hương nó cũng sẽ mát hơn, đến từ bạc hà và cây xô thơm nữa. Ở bản thân mình thì mình thích cái bản Luna Rosa này hơn so với là cái chai Prada Loam. Nhưng mà nói thì mình có khuyên các bạn mua flyby hay là mình khen cái chai nước hoa nào để các bạn mua cái chai nước hoa đó. Nhưng mà ở riêng bản thân mình thì ở cái chai nước hoa này mình nghĩ là các bạn sẽ dễ có cảm tình với nó lắm. Đặc biệt là đối với là các bạn mới sử dụng nước hoa. Vì cái mùi hương nó nhẹ nhàng và mát mẻ lắm. Cái độ an toàn nó cũng khá là cao nữa, cho nên nó tạo cái sự dễ chịu và thoải mái cho cái người sử dụng. Các bạn có thể thử qua cái mùi hương nước hoa này và xem là các bạn có thích hay không và cho mình biết với nhé. Nếu các bạn không thích thì cũng hãy cho mình biết luôn. Độ lưu hương của chai Luna Rosa này thì nó cũng không có lâu, nó lưu khoảng 5 đến 6 tiếng thôi. Còn tỏa hương thì cũng khoảng nửa cánh tay, nó không có tỏa mạnh. Như vậy để các bạn đi làm hay đi học nó không có ảnh hưởng với là những cái người xung quanh khi mà trong cái môi trường văn phòng nó kín. Và thực sự những cái chai nước hoa mà mình vừa chia sẻ với các bạn nó phù hợp với là nhiều đích nhu cầu khác nhau thì mình thấy nó cũng khá là đủ rồi, thậm chí là dư nữa. Nhưng mà nếu các bạn cảm thấy chưa đủ thì mình sẽ bonus thêm một chai nước hoa nữa. Cái chai nước hoa này nó là một cái chai nước hoa mà tông mùi nó mát hoàn toàn luôn. Đó chính là cái chai Dior Homme Cologne này.
Mình recommend cho các bạn cái chai này để sử dụng vào những cái thời tiết nó cực kỳ nóng. Bởi vì ở Việt Nam á, là xứ nhiệt đới, nhiệt độ mà những cái thời điểm mà nóng nhất á, nó lên tới 37-38 độ luôn. Nó phải nói là nó nóng như cái lò luôn. Và ở những thời điểm như vậy á, thì mình chỉ cần một cái mùi hương nó thật sự mát mẻ. Như vậy đối với mình là đủ rồi. Nếu mà nói về mùi mát á, thì cái chai Luna Rosa mình vừa mới chia sẻ nó cũng đủ dùng rồi. Còn đối với là các bạn nào mà muốn nó mát hoàn toàn luôn, nó giải nhiệt được cái nóng luôn á, thì cái chai Dion Cologne này nó sẽ giúp bạn làm được điều đó. Nếu các bạn nào mà hay xem cái video trên kênh của mình á, mà chắc không có xem nhiều đâu tại lúc này video nó flop lắm, thì mình hay nhắc tới cái chai nước hoa Dion Cologne lắm. Những cái chủ đề mà mình nói về nước hoa mùa nóng, mùa hè, thời tiết nóng á, thì mình không bao giờ mình bỏ cái chai nước hoa này ra hết, mình luôn cho cái chai nước hoa này vào. Thật sự cái chai nước hoa này á, thì mùi hương nó như là một cái ly nước chanh giúp bạn giải nhiệt vào những cái ngày hè nóng bức vậy. Nó rất là sảng khoái luôn. Mình recommend cho các bạn thứ nhất là xài vào những ngày nóng, các bạn có thể đi ngoài trời hoặc đi tập thể dục thể thao thì có thể sử dụng cái mùi hương nước hoa này. Giống như mình thì mình xài cái mùi hương này khi mà mình đi tập gym. Tuy nhiên là bởi vì cái mùi hương này nó là một cái mùi hương chăm chanh và nó mát hoàn toàn, cho nên là độ lưu hương nó không có lâu. Độ lưu hương trên da mình nó khoảng 3-4 tiếng thôi. Còn tỏa hương thì nó tỏa cũng nửa cánh tay, nó tỏa cũng không có mạnh. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ cho các bạn mới sử dụng nước hoa hoặc là đang muốn tìm hiểu về nước hoa, những chai nước hoa cũng như là những cái mục đích sử dụng cho những cái chai nước hoa đó. Các bạn có thể sử dụng một cái chai nước hoa nó đa dụng trước, rồi dần dần các bạn tìm hiểu xem là cái nhu cầu của bạn nó cần cái mùi hương nước hoa gì. Các bạn cần một cái mùi hương nước hoa dùng để đi tập thể thao, dùng đi hẹn hò, dùng đi tiệc hay là đi làm chẳng hạn, thì dựa theo cái nhu cầu của bạn, các bạn sẽ chọn cái mùi hương nó phù hợp với là các bạn. Và một lời khuyên mình thường hay khuyên các bạn là các bạn nên đi thử nước hoa, thử qua vài lần để xem là cái mùi hương nào nó thật sự phù hợp với là các bạn. Các bạn có thể xem những cái video trên kênh của mình, thậm chí là các kênh khác nữa, để các bạn có thêm những cái góc nhìn, có thêm những thông tin nếu các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và cái video đến đây nó cũng sẽ dài lắm rồi. Nếu các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào 8 giờ tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian mình sẽ cho một cái video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.